Chiều ngày 19 tháng 9, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số 7 tỉnh Kiên Giang đã phát hiện tài xế Phùng Gia Huỳnh, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô 16 chỗ có đăng ký luồng xanh, chở thuê một người phụ nữ từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về Kiên Giang. Qua làm việc, tài xế đã thừa nhận việc chở thuê người từ vùng dịch về quê là vi phạm pháp luật, nhưng do tình hình dịch bệnh lây lan, không có công ăn việc làm. Để có tiền trang trải cuộc sống nên Huỳnh đã nhận làm tài xế lái xe thuê cho người khác. Theo đó, vào sáng ngày 19 tháng 9, chủ xe yêu cầu Huỳnh chở một người phụ nữ từ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về quê ở huyện An Minh, Kiên Giang để tránh dịch với giá 6 triệu đồng. Nếu trót lọt, Huỳnh được trả công 900.000 đồng. Sau đó, lợi dụng xe luồng xanh, Huỳnh sẽ tìm mua rau củ quả ở Kiên Giang đem về Đồng Nai bán kiếm lời. Nhưng Huỳnh vừa điều khiển xe đến cuối đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thì bị công an phát hiện bắt giữ. Với hành vi này, tài xế bị lập biên bản, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.